dì nói gì con cũng nghe hết. Con sẽ nghe lời dì hết. Anh không sao đâu, anh chịu được mà. Em nhớ được. Đừng có nghe lời dì Hồng. Đừng nghe mà. Đánh tiếp đi. Dừng tay. Lúc nãy con nói con sẽ nghe lời dì, có phải vậy không? Được, dì sẽ tin con thêm một lần nữa, cho con thêm một cơ hội nữa. Nguyễn Dương, em cũng nên hứa với dì ấy. Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, anh đừng nói gì nữa. Vĩnh Tường, em có lỗi với anh. Không nên hứa với bà ta. Vĩnh Tường, không nên hứa với bà ta. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thiếu gia, thiếu gia, tôi đem hợp đồng tới rồi nè. Thiếu gia. Khuya rồi mà thiếu gia đi đâu đây? Chắc là đi Hàm Hương lậu rồi. Nếu mà lão phu nhân biết được chắc chết quá. Nè 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 nè, uống thêm một ly nữa nha. Nè, nè, mời cô uống đi. Ông chủ Ngô. Hả? Tôi xin lỗi, tôi uống hết nổi rồi. À, không được, không được. Nè, uống đi, uống đi, uống đi. Hả? Ông chủ Ngô, xin lỗi ông, tôi thật sự uống không nổi nữa đâu. Mất vui quá. Dì Hồng đâu? Dì Hồng, kêu dì Hồng mau qua đây. Dì Hồng đâu? Ông chủ Ngô, ông ngồi xuống trước đi. À, đừng kêu dì Hồng nữa. Tôi uống, tôi uống với ông. À, vậy mới ngoan chứ. Nè, uống cạn ly đi. Ê. Mệt lắm rồi, phải vậy không? Để anh dìu em vô phòng nghỉ hả? Đi nè, đi. À. Không. Đi. Đi, 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 đi. Đừng vậy mà. Vô phòng nghỉ ngơi nha, đi đi đi. Nè, cẩn thận nha. À. Nè. Như ý à. Nè. Ông buông tôi ra. Ông buông tôi ra. Như ý à, em đừng từ chối anh mà. Như ý, anh có chuyện muốn nói với em. Lần đầu tiên anh gặp em là anh đã thích em rồi. Như ý à, cho anh hôn một cái đi. Nè, cho anh hôn một cái nha. Buông tôi ra. À, cho anh hôn một cái đi mà. Nè, để anh hôn em. Hả? Để anh hôn em. Ây à, ôi trời. Nguyễn Như. Cao thiếu gia, là anh sao? Em không sao chứ? Hôm nay anh phải đưa em ra khỏi đây. Đi theo anh. À, đừng, em không đi theo anh được. Anh đi đi. Từ nay về sau anh đừng tới đây nữa. Không được, anh nhất định phải đưa em ra khỏi đây. Đi theo anh nhanh lên. Cao thiếu gia, mày làm hỏng chuyện của tao. Mày giành người yêu của tao hả? Đi chết đi. Cao thiếu gia. 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 Trời cũng sáng rồi, thiếu gia còn chưa về nữa. Lo chết đi được à. Chết rồi, chết rồi. Lần này chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Trời ơi, chết chắc rồi. Thiếu gia, thiếu gia, lão phu nhân tìm thiếu gia để bàn chút chuyện ở hãng.
Lần này chết chắc rồi. Thiếu gia, thiếu gia, là phu nhân. Thiếu gia hình như còn đang ngủ, chút nữa mình quay lại nha. Không được, 10 giờ là phải bàn chuyện hợp đồng rồi. Minh Quỳ giờ này mà còn ngủ nữa chứ. Có phải thiếu gia trong người không khỏe hay không? Minh Quỳ à, con thấy trong người thế nào rồi? Minh Quỳ, Minh Quỳ à. Thiếu gia. Minh Quỳ, coi con kìa, sao mà đắp mền kín quá vậy nè. Thiếu gia, để mẹ coi thử xem sao. Phúc Đức, sao con nằm ở đây vậy? Còn thiếu gia đâu? Lão phu nhân, chào buổi sáng. Chào thiếu gia. Chào thiếu gia. Anh tỉnh rồi à? Vết thương của anh, vết thương có còn đau không? Anh không sao. Cảm ơn anh, tối qua đã cứu em. Đi đi, chúng ta mau đi đi. Không, chào thiếu gia. Ý tốt của anh em cũng hiểu rồi. Thật ra em rất cảm kích anh. Nhưng em biết, em biết mẹ của anh không thích anh tới đây gặp em. Bây giờ khoan nói cái này đã, chúng ta mau đi đi, nhanh lên. Không, em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng tình cảm hai mẹ con anh. Anh đi về đi, anh về nhà sớm đi. Không sao đâu anh. Vết thương anh lại đau nữa à? Sao rồi anh? Anh không sao, mình đi mau đi, nhanh lên. Cao lão phu nhân, Cao thiếu gia thật sự không có ở đây mà. Các người ở đây làm gì? Tốt lắm, người dám giành lấy con trai của ta. Cao lão phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Thật ra chuyện này là... Minh Quy, con thật sự đã ngủ qua ở đây hả? Mẹ, con... Bác gái, con xin lỗi. Cao thiếu gia bị... Im đi. Mẹ, sao mẹ đánh cổ? Mẹ không được đánh cổ. Tự con tìm tới đây, không liên quan tới Quý Như. Không liên quan tới nó hả? Cao lão phu nhân, bà thật sự hiểu lầm rồi. Chuyện này thật ra là... Mẹ, con đã nói rồi, thật ra chuyện này không liên quan tới họ, tại mình con. Còn ngụy biện giúp cho họ hả? Theo mẹ về nhà ngay. Còn sao vậy hả? Con bị làm sao? Lão phu nhân, Minh Quy, ảnh vết thương của Cao thiếu gia là gì? Mẹ, tất cả mọi chuyện cũng không liên quan tới Quỷ Như. Được, không liên quan thì tốt. Chúng ta về. Minh Quy, con thực sự không chú trọng lời nói của mẹ hay sao? Vậy con cứ ở đây luôn đi. Chúng ta về. Cao thiếu gia, anh hãy về nhà đi. Nguyễn Như nói đúng đó, tốt nhất thiếu gia nên về đi. Còn nếu không, Cao lão phu nhân lại tới đây gây rắc rối nữa. Cao thiếu gia, hy vọng từ nay về sau đừng bước vô Hàm Hương lầu nữa.
Còn đau nữa không? Dạ không còn đau. Ngồi đi. Miệng thì nói không sao, nhưng mà trái tim của mẹ vẫn còn đang đau lắm. Mẹ, con xin lỗi. Nếu thật sự con thấy có lỗi với mẹ thì từ nay đừng có tới Hàm Hương lầu nữa. Mẹ, sau khi con chuộc thân cho Quỷ Như thì con sẽ không tới đó nữa. Con còn chuộc thân cho nó nữa hả? Mẹ không đồng ý. Người đàn bà này bất thiện lắm, ai gặp nó cũng thương tật đầy người. Mẹ không cho con gặp nó nữa, huống chi còn đi chuộc thân cho nó. Mẹ à, con đừng có nói nhiều nữa. Từ nay ngoại trừ hãng gỗ nhà mình, con không được đi đâu hết. Mẹ, mẹ, mẹ à. Có ngon không? Ừ, ngon lắm. Miễn là em nấu đều là ngon hết. À đúng rồi, anh nghe nói tối qua Cao thiếu gia vì em mà bị thương. Anh còn nghe nói Cao thiếu gia muốn rước em đi. Cao lão phu nhân còn tát em một cái phải không? Bà ta có quyền gì đánh em chứ? Tưởng mình có tiền, muốn đánh anh thì đánh sao? Không phải đâu Vĩnh Tường, anh hiểu lầm rồi. Bà ta không muốn Cao thiếu gia tới gặp em. Con người Cao thiếu gia tốt như vậy. Nguyễn Như, sao em không đi theo anh ta? Tuy là em muốn đi khỏi chỗ này, nhưng mà em không đi theo anh ta được. Tại sao vậy? Tại vì ảnh hưởng tình cảm mẹ con họ. Nguyễn Như, anh luôn tự trách mình không có năng lực đưa em ra khỏi chỗ này. Nguyễn Như, anh thực sự có lỗi với em. Vĩnh Tường, sao anh lại nói như vậy? Anh đối xử với em quá tốt, cũng vì em xém chút anh mất bạn. Từ khi em bị bắt về đây, em đã đầu hàng rồi. Cuộc đời này của em sẽ mãi mãi không rời khỏi Hàm Hương lâu. Không, không, Quỷ Như, anh sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền, chuộc thân cho em, dẫn em ra khỏi Hàm Hương lâu này. Anh muốn em có cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn anh Vĩnh Tư, cảm ơn. Anh cũng phải nghĩ cho tương lai của mình nữa chứ. Anh họ, anh đi ra ngoài hả? Đúng rồi, anh qua hãng của Quách Ký một chút. Vậy tối nay anh rảnh không? Có chuyện gì? Rủ anh coi phim hả? Ừ. Tối nay anh phải xử lý rất nhiều việc của hãng, anh nghĩ em với mẹ đi thì tốt hơn. Anh không đi coi phim thiệt hả? Anh bận nhiều việc lắm. Anh họ, hồi xưa anh đâu có như vậy. Dù anh bận cỡ nào, nếu em muốn đi dạo hay là đi coi phim, anh cũng sắp xếp đi với em kia mà. Còn bây giờ sao lại thay đổi như vậy chứ?
có đôi khi em có cảm giác anh lẩn tránh em. Anh lẩn tránh em? Cẩm Phùng, anh biết trong lòng em rất khó chịu, nhưng anh muốn em hiểu, anh làm như vậy là muốn tốt cho em. Anh Họ, em có gì không sánh bằng Nguyễn Như? Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa đổi, em sẽ sửa lại tốt hơn mà. Cẩm Phụng, em là cô gái tốt, nhưng mà chuyện tình cảm thì không miễn cưỡng được đâu. Anh Họ, anh làm tổn thương trái tim em, anh thật sự khiến em thất vọng quá. Lần này đi, nhất định phải thu được tiền thuê ruộng của ông chủ Trương về. Dạ. Công Phụng, có chuyện gì? Thiếu gia lại làm em buồn sao? Là chuyện của anh đi, đừng có đoán tâm bậy. Nhưng mà anh ấm mức thay cho em. Thiếu gia hay đi Nam Dương công tác xa, cũng nhờ em chăm sóc lão phu nhân. Còn nhớ năm ngoái, lão phu nhân bị bệnh, nằm trên giường suốt mấy tháng trời, cũng nhờ em chăm lo chu đáo. Người vừa hiền lành vừa hiếu thảo như em, luôn coi lão phu nhân như mẹ ruột của mình vậy. Lão phu nhân cũng mong em và thiếu gia sớm thành thân. Nhưng mà thiếu gia cứ chần chừ hoài. Anh thấy thiếu gia sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Em hy sinh biết bao nhiêu, thiếu gia tỏ ra không biết, còn luôn bị nhắc tới cái tên Lâm Nguyễn Như ở Hàm Hương Lầu. Anh còn thấy mức, bộ em không thấy mức sao? Cẩm Phụng à, em đừng chỉ nghĩ cho người ta, em phải nghĩ cho mình trước chứ. Em nghĩ cho bản thân mình, cũng như nghĩ dùm cho Cao gia đi. Chẳng lẽ em để cho thiếu gia cưới phụ nữ Lầu Xanh về nhà họ Cao sao? Nếu đàn bà đó gả vô nhà này, người ta coi nhà họ Cao ra gì, coi thiếu gia ra gì? Những điều mà anh nói đều muốn tốt cho em thôi. Được rồi, anh đừng nói nữa. Cẩm Phụng à, anh nhất định phải nói. 20 năm trước, lão gia vì phụ nữ Lầu Xanh mà bỏ nhà ra đi. Bây giờ thiếu gia cũng y như vậy. Hèn gì lão phu nhân tức muốn chết. Theo anh, bỏ lỡ người con gái tốt như em thật là quá tiếc. Khi không là đi yêu phụ nữ Lầu Xanh, còn qua đêm tại đó. Cái gì? Cẩm Phụng à, em thật sự muốn luôn bên cạnh thiếu gia không? Em... Được rồi, anh hiểu rồi. Thấy em hiền lành như vậy, thiếu gia chỉ là nhất thời bị hồ ly tinh làm cho mê muội thôi. Không sao đâu, anh nhất định sẽ nghĩ cách để thiếu gia cưới em làm vợ. Em yên tâm đi, anh lập tức làm ngay. Không cần đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ngày mai em sẽ về Thiên Tân. Cái gì? Ngày mai em về Thiên Tân à? Lão phu nhân, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy? Cẩm Phụng đang chuẩn bị hành lý, ngày mai sẽ đi về Thiên Tân. Cẩm Phụng dọn đi hả? Cẩm Phụng à, vậy là sao hả con? Nói đi là đi liền, bỏ mặc gì hay sao? Vì à, anh họ cũng đã về rồi. Có đi xa nhà cũng một thời gian thôi, phải về nhà rồi.
Dì không cho đi đâu hết. Con sắp đính hôn với Minh Quy rồi mà. Tụi con sắp đính hôn, anh họ có chịu không? Anh họ có yêu con hay không chứ? Không, dì ạ, anh họ nói đúng lắm. Tình yêu không thể miễn cưỡng được. Trong tim anh họ có Nguyễn Như rồi. Theo con, con đi khỏi đây thì tốt hơn. Cẩm Phụng à, con nói cái gì vậy? Dì tuyệt đối không đồng ý để cho Nguyễn Như kết hôn với Minh Quy. Trong lòng của dì chỉ có con là con dâu mà thôi, sao dì để cho con đi được chứ? Con biết, bao nhiêu năm nay dì cũng rất thương con. Con cũng rất muốn ở lại nhà họ Cao, nhưng mà anh họ ảnh... Dì để con đi đi, dì tán thành cho anh họ đi. Không được, dì nói không được là không được. Cẩm Phụng à, dì cũng nóng quá. Tóm lại, gia đình họ Cao này không để phụ nữ lậu xanh gả vô nhà này được. Cho dì thêm 3 ngày đi, dì nhất định khiến cho Minh Quy phải xin lỗi con, chọn ngày lành để đính hôn. Dì ạ, như vậy... Con đừng có nói gì nữa. Trong lòng của dì chỉ có đứa con dâu này thôi, con nhất định phải ở lại đây đó. Hả? Mẹ, kiếm con có chuyện gì không? Mẹ muốn ngồi đây bàn với con chút chuyện được không? Mẹ, mẹ muốn nói gì vậy? Con thành thật nói cho mẹ biết, con có phải đã thật lòng yêu cái tên Lâm Nguyễn Như gái lậu xanh hay không? Mẹ, nói đi. Có phải là vì nó mà con không chịu đính hôn với Cẩm Phụng? Minh Quy à, Minh Quy, mẹ thật đau lòng. Hai mươi năm trước, vào lúc đó con mới biết chuyện con bệnh phong hàn nghiêm trọng, phải nằm bệnh viện hôn mê hết 2-3 ngày. Mẹ ở bên cạnh con không rời xa nửa bước, từng phút từng giây không dám đi đâu. Lúc đó con nguy kịch biết mấy, miệng con cứ kêu ba con suốt, nhưng ông ấy không hề tới bệnh viện để thăm con. Lúc đó con hỏi mẹ ba ở đâu, sao không thấy ba con tới. Mẹ đã hứa với con nhất định sẽ tìm ba về cho con. Sau đó mẹ tới hãng gỗ để tìm ba, vì lúc đó ba nói cho mẹ biết có chuyến hàng gấp đang khẩn trương gia công. Nhưng không ngờ lúc mẹ tới hãng gỗ, ba con không có ở đó. Ba của con đã nói gạt mẹ, dám gạt mẹ. Cảm ơn. Cậu Văn Thanh, Minh Nguyên đã không cần người cha như ông. Mẹ con tôi không cần một người như ông. Ông đi đi, đi đi, đi khỏi đây cho tôi. Mỹ Chi à, Mỹ Chi, đi đi, ông đi đi. Ba ơi, Minh Nguyên, con không cần người cha như vậy đâu. Con không cần. Minh Nguyên à, 20 năm trước, ba của con cũng đã vì gái lậu xanh mà bỏ rơi chúng ta.
Mẹ hận, mẹ hận, mẹ hận tất cả những cô gái lậu xanh đó. Minh Quy à, vì gia đình họ Cao, mẹ xin con, con tuyệt đối không được cưới gái lậu xanh. Mẹ quỳ xin con đây. Mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ, mẹ đừng quỳ, mẹ đừng quỳ nữa mà. Con hứa với mẹ, con hứa với mẹ là con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ, vậy mới là con ngoan của mẹ chứ. Con đúng là con trai ngoan của mẹ. Mẹ, mẹ chấp nhận với con một điều kiện được không? Con chuộc thân cho Quyển Như, sau đó con không gặp cô ta nữa. Tại sao phải làm như vậy? Mẹ đừng nên hỏi, chỉ cần chấp nhận là được rồi. Từ nay về sau, con tuyệt đối không gặp cô ta nữa. Được, được, mẹ đồng ý. Nhưng mà con phải hứa với mẹ lập tức đính hôn với Cẩm Phụng. Minh Quy à, Cẩm Phụng nó là đứa con gái tốt, nó đã coi mẹ còn tốt hơn mẹ ruột của mình nữa. Minh Quy, con nhất định phải đính hôn với nó. Mẹ xin con đó. Hả? Minh Quy, mẹ xin con mà. Được, mẹ, con đồng ý với mẹ. Con đồng ý. Nguyễn Như, sửa soạn xong rồi chưa? Gì không? Cao thiếu gia tới rồi, nó nói hôm nay nhất định phải gặp con. Cao thiếu gia muốn gặp con. Vì khuyên cách mấy nó cũng không nghe. Con đi gặp nó một chút đi. Con không đi. Con không đi thật sao? Dì Hồng, ai con cũng đi gặp được, chỉ ngoại trừ anh ta. Cao thiếu gia, sao hôm nay rảnh rỗi để tới ngắm trăng vậy? Hay là thiếu gia uống chút rượu nha. Cảm ơn. Cao thiếu gia cứ thưởng thức rượu ngon đi, Xuân Hỷ sẽ đàn một tiểu khúc nha. Xuân Hỷ cô nương, hôm nay tôi tới đây không phải để uống rượu, mà là để tìm Quyển Như. Cao thiếu gia, Xuân Hỷ không tốt sao? Xuân Hỷ tuy không quốc sắc thiên hương, nhưng mà cầm kỳ thi họa cái nào cũng biết hết. Nếu mà thiếu gia không thích uống rượu và nghe đàn, hay là chúng ta cũng có thể cùng chơi vài ván cờ. Cảm ơn Xuân Hỷ cô nương. Nếu như Quyển Như đang có khách thì cũng không sao, tôi có thể chờ ở đây mà. Cao thiếu gia, anh không cần phải chờ nữa. Quyển Như xin anh từ nay đừng có đến Hàm Hương lầu nữa. Quyển Như nói vậy thiệt sao? Cao thiếu gia, anh thông cảm cho hoàn cảnh của Quyển Như đi. Xuân Hỷ cả ngang cầu xin anh, xin anh từ nay đừng có tới Hàm Hương lầu nữa. Còn không, nếu mà lão phu nhân biết được, cũng không biết sẽ đối xử với Quyển Như thế nào. Cao thiếu gia, Quyển Như
đã chịu nhiều đau khổ. Anh đừng có làm khổ cô ta nữa. Xuân Hỷ thay thế Uyển Như cầu xin anh. Vậy được rồi. Xuân Hỷ cô nương, hai chúng ta cùng cạn ly rượu này đi. Cao thiếu gia, Xuân Hỷ thay Uyển Như cảm ơn anh đã quan tâm và hậu ái với Uyển Như. Cô thay mặt Uyển Như. Được, vậy thì cạn ly. Tấm ngân phiếu này phiền cô đưa giùm cho dì Hồng. À, sao mà nhiều quá vậy? Đây là tiền dùng để chuộc thân cho Quỷ Như. Đây, hai chúng ta cặn thêm ly nữa. Ly rượu này chúng ta chúc cho Quỷ Như có thể được tự do như người bình thường, cũng như hy vọng cô ta sớm tìm được hạnh phúc. Xuân Hỷ, cảm ơn cô. Cao thiếu gia, xin chờ một chút. Thì ra anh tới đây để từ biệt Quỷ Như. Đúng vậy. Từ nay về sau tôi sẽ không gặp Quỷ Như nữa. Làm phiền cô nói là giùm, chỉ cần cô hạnh phúc là tôi vui rồi. Đưa cho dì nè. Không ít tiền đâu nha. Đúng rồi, kỳ này Quỷ Như có thể đi khỏi Hàm Hương lâu rồi đó. Con nói thiệt nha, con cảm thấy không nỡ xa nó đó. Vậy sao? Không nỡ xa thì đừng để nó đi. Sao vậy được chứ? Cao thiếu gia đã chuộc thân giùm cho nó rồi mà. Tiền Cao thiếu gia về cất giữ giùm nó. Nguyễn Như tiếp tục uống rượu cùng khách vậy. Nhi Hồng à, vì sao chứ? Cao lão phu nhân căn dặn gì? Bằng tất cả mọi cách tuyệt đối không để Nguyễn Như rời khỏi Hàm Hương lầu. À, vậy xong chuyện rồi, con đi làm việc của mình đi. Dạ. Yeah. Minh Quy, anh coi màu này thấy sao? Có hợp với em không? Hợp lắm. À, vậy mai sườn xám hay lão Phụng Tiên đây? Sườn xám đi. Vậy hả? Ừ. Vậy còn cái này thì sao? Mai đồ Phụng Tiên được không? Đẹp đó. Minh Huy. Em có thử cái khác đi. Cái nào? Nè, cái này nè. Cái này đúng hả? Đúng rồi. Giải dày quá à. Vậy hả? À, lời này mai Âu phục đi. Nè, Cẩm Phụng à, coi phụ gì đi. Coi tấm nào đẹp. Con thấy tấm này đi. Tấm này đẹp nè. À, tấm này hả? Dạ. À, Minh Huy, Minh Huy à. Dạ. Con coi tấm nào được. Anh coi nè, tấm này đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Vậy mình chọn mẫu này nha. Ừ. Được, được, được. Chọn lấy mẫu này đi. Nhớ làm dư ra nhiều nhiều đó. Dạ. Quỷ Như, em khỏi dìu anh đi nữa. Vết thương của anh lành nhiều rồi. Ngày mai tiếp tục chở khách được rồi. Ủa, em bị sao vậy? Em không sao. Còn gạt anh nữa. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có phải dì Hồng ăn hiếp em nữa không? Dì Hồng tốt với em lắm. Vậy chứ chuyện gì? Em đang suy nghĩ.
Tại sao cá lại tự do tự tại hơn mình? Chúng ta tự do thiệt. Vậy em làm hàng xóm của anh đi, chịu không? Em chính là đẹp nhất mỹ nhân ngư. À, rồi mình cùng nhau bơi đi, bơi đi, bơi đi, mỹ nhân ngư, bơi. Nguyễn Như, anh nói thật đó, nếu như có một ngày chúng ta sớm được rời khỏi đây, anh rất muốn ra ngoài một chuyến, học thêm chữ nghĩa, bồi dưỡng thêm kinh nghiệm sống. Nè, trong tương lai không lâu á, anh và em cùng mở một tiệm bán đồ hũ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống vô cùng vui vẻ và đầy đủ, có phải không? Tốt biết chừng nào. Đây đây đây, nhanh lên nhanh lên. Ở bên này, bên này. Nè, còn chữ hỷ lớn màu đỏ nhớ dán lên nha. Dạ. Phúc Đức à, ngươi coi bên này nè, hơi thấp một chút, giờ cao lên đi. Dạ. Cao thêm chút nữa. Rồi, giờ được rồi, tốt. Nè, cái bình hoa này á, nên làm như vậy, thấy chưa? Dạ. Hữu Lương à. Hữu Lương. Lập phu nhân. Đưa cái này qua cho thiếu gia đi. Dạ. Qua cầu này đưa cho thiếu gia. Thiếu gia, chúc thiếu gia và Cẩm Phụng bách niên giai lão. Vậy tôi ra ngoài làm việc nha. Tôi cùng Cẩm Phụng có bách niên giai lão được không? Hiện tại bây giờ tôi chỉ coi Cẩm Phụng như em gái. Nếu như phải đánh hôn với cổ, vậy có phải tàn nhẫn quá không? Không, tôi không thể tự gạt mình, cũng không được gạt Cẩm Phụng. Sao tôi đánh hôn với cổ được chứ? Phúc Đức. Tới liền, lão phu nhân. Lão phu nhân, có chuyện gì ạ? Giờ lành sắp tới rồi, có đi xem thử thiếu gia chuẩn bị xong hết chưa? Dạ dạ, lão phu nhân. Thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? Giờ lành sắp tới rồi. Thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? Giờ lành sắp tới rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Sáng sớm đi đâu rồi? Kỳ lạ. Kỳ lạ thiệt. Sáng sớm đi đâu vậy ta? Lạ thiệt. Sáng sớm mà đi đâu vậy? Chết rồi. Không lẽ là đi... Còn đẹp lắm đó. Trời ơi, coi kìa, con thật là đẹp đó. Dì à. Về sau này không có được gọi dì nữa đâu, phải kêu là mẹ hả? Mẹ. Vậy mới ngoan chứ. Nè anh ơi, cho tôi hỏi, cô Lâm có ở đây không vậy? Bộ anh bệnh hả? Mới sáng sớm chưa mở cửa kinh doanh gì hết,
tiệm của Lâm cái gì ở đây? Ê trời, sao anh ăn nói gì kỳ vậy? Hả? Lâm cô nương, Lâm cô nương. Ê Phúc Đức, sao ngươi lại tới đây vậy? Tôi đi tìm thiếu gia nhà tôi. Thiếu gia nhà các ngươi? Sáng hôm nay không phải là ngày đính hôn của anh ta sao? Đúng rồi, nhưng mà không thấy người đâu. Mọi người cũng đã đi kiếm nè. Sao lại như vậy được? Vậy không phải chỗ cô hả? Vậy đi đâu đây? Lâm cô nương, tôi biết thiếu gia đi đâu rồi. Thiệt xin lỗi, đáng lẽ sáng nay cô đi thăm viếng bác trai, lại bị tôi làm trễ. Không sao đâu, chờ khi tìm được thiếu gia rồi đi cũng được mà. Hy vọng sớm tìm được thiếu gia. Nè, hôm nay lại là để đến hôn của anh ta nữa, tự nhiên muốn đi là đi. Nói như vậy có nghĩa là anh ta không thương Cẩm Phụng sao? Chuyện này thiếu gia nhà tôi á không có yêu Lâm cô nương. Nói câu thiệt tình là thiếu gia rất thích cô chị, nhưng lại không phải yêu. Người này không hiểu người. Hả? Người nợ. Nói thiệt cho cô đương nghe, người thiếu gia yêu á chính là cô á. Anh nói. Đúng rồi, để tôi nói cô nghe. Thiếu gia chỉ yêu cô thôi à. Lần đầu tiên thiếu gia gặp cô á, tôi mới phát hiện ra cảm giác thiếu gia dành cho cô. Trời, không biết nói sao bây giờ. Ê, Lâm cô đương, cô coi kìa, bên kia phải cao thiếu gia không vậy? Thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được anh ta rồi. Thiếu gia, rốt cuộc cũng tìm được anh rồi. Thiếu gia, hôm nay là ngày đính hôn của anh, sao anh lại chạy ra đây chứ? Vậy thì ba mẹ anh sẽ lo lắng lắm. Em họ anh, em cũng không biết nói sao. Anh về nhỏ anh, em không biết nên nói thế nào. Anh mau về đi, đừng để người nhà của anh đợi. Cao thiếu gia, anh đừng làm vậy mà. Anh đừng làm vậy mà. Tại sao tôi không thể làm vậy? Người tôi yêu là cô mà. Anh không thể nói như vậy. Tôi thật lòng yêu cô. Nói thật cho cô biết, từ lâu tôi đã nhận ra Quyển như cô cũng rất yêu tôi. Không, không, anh lầm rồi. Em chỉ thấy cảm kích anh thôi. Em cảm ơn anh trước giờ đã giúp đỡ em rất nhiều. Em thật lòng rất cảm ơn anh. Cao thiếu gia, chắc anh cũng biết chúng ta ở hai thế giới khác nhau, không thể nào có kết quả được. Anh mau về nhà đi, đừng làm cho mẹ anh lo lắng. Quyên Như, cô thực sự... Lúc nãy em đã nói rồi, em chỉ thấy cảm kích anh thôi. Em không yêu anh. Không, tôi hiểu rồi. Cô đang sợ mẹ của tôi. Quyển Như, xin cô hãy tin tôi, chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, tôi chắc chắn nghĩ cách thuyết phục mẹ tôi. Quyển Như, tôi muốn cô nói thật lòng, cô có yêu tôi không? Cô không yêu tôi thật sao? Cô nói đi. Em không yêu anh. Em không yêu anh thật mà. Cảm ơn cô nói tôi nghe sự thật. Và cảm ơn cô đã cho tôi một giấc mộng rất đẹp. Có lẽ tôi nên trở về nhà. Đang nắng đẹp sao tự nhiên mưa lớn dữ vậy? Đi trú mưa đi, tôi chuẩn bị ướt đó. Đi thôi. Cậu chú, cậu chú, mau lên xe đi, mau lên xe đi, cậu chú.
Có lẽ sau khi cơn mưa này tạnh cũng là lúc chúng ta chia tay. Hãy để tôi thổi bài hát mà cô thích nhất để tiễn cô về. Sao cậu thổi bài hát sầu thảm dữ vậy, khiến cho tôi phải rơi nước mắt. Cao thiếu gia, anh đừng thổi nữa. Đừng thổi nữa. Quyền Dương, cô lấy tôi được không? Cô hãy lấy tôi đi. Tin tôi đi, tôi chắc chắn đem lại hạnh phúc cho cô. Lấy tôi nghe. Ông trời ơi, bây giờ á, ông cứ tiếp tục đổ mưa đi nha, không được tạnh đâu đó, không được tạnh đâu. Ê, ê, trời, sao đang mưa lớn tự nhiên tạnh vậy? Ê. Sao cười vui dữ vậy? Vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Quản gia Triệu, sao lại là anh vậy? Đúng vậy, để tôi xem cậu có thể vui tới khi nào đi. Bắt cô ta. Đây, xuống. Nhanh lên. Ê. Quản gia Triệu, anh đang làm gì vậy? Nói mau, cậu chủ đang ở đâu? Tôi làm sao tôi biết cậu chủ đang ở đâu chứ? Hả? Dám gạt tôi? Không có, không có. Nói, cậu không nói tôi cũng có cách làm cho cậu chủ phải ra ngoài. Không, tôi không biết cậu chủ đang ở đâu đâu. Cậu chủ, tôi biết bây giờ cậu đang ở đây. Hôm nay là ngày cậu đính hôn với em họ cậu. Bà chủ Cao và rất nhiều khách quý đang ở nhà đợi cậu. Cậu hãy nhanh chóng ra đây. Cậu chủ, cậu chủ hãy nhanh chóng ra đi. Hôm nay là ngày vui của cậu mà. Tất cả mọi người đang ở nhà chờ đợi cậu. Cậu hãy nhanh chóng về nhà đi. Nếu không,
tôi sẽ làm theo lời dặn của bà chủ Cao, đánh Phúc Đức một trận. Cao thiếu gia. Cô chủ. Em thấy tốt nhất anh nên về nhà. Cô chủ hãy nhanh chóng ra đây. Không sao đâu, đây là chuyện của tôi, không liên quan tới Phúc Đức. Tôi biết cậu và Phúc Đức rất thân với nhau. Đương nhiên tôi cũng không nỡ đánh Phúc Đức. Có điều là tôi cũng không thể không làm theo lời dặn của bà chủ Cao. Bây giờ cậu chủ, cậu hãy nhanh chóng ra đây đi. Nếu không, tôi sẽ làm theo lời dặn của bà chủ Cao, đánh Phúc Đức một trận. Phúc Đức à? Hả? Cậu hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi. Đánh, đánh thật mạnh vào. Phúc Đức, cậu chủ đang ở đâu? Không thấy đâu à? Không có, cậu chủ không có ở đây. Không đau thật sao? Không đau. Cậu không đau, tôi đánh mạnh hơn nữa. Nếu như cậu không muốn bị đánh, tốt nhất nhanh chóng kêu đau, kêu cậu chủ ra đi. Đánh đi. Cao thiếu gia, anh về nhà đi, nếu không Phúc Đức sẽ bị đánh chết đó. Cao thiếu gia, anh về nhà trước đi. Nguyễn Như, vì cô hãy theo tôi về nhà nghe. Không, hôm nay là ngày anh đính hôn, anh cứ về nhà trước rồi tính sao. Anh về đi nè. Phúc Đức, tôi không tin cậu không biết đâu. Đánh, đánh chết đi. Cao thiếu gia, anh mau về đi, mau về đi. Nguyễn Như. Dừng tay cho tôi. Cậu chủ, tôi xin lỗi, thất lễ rồi. Cậu chủ, tôi vẫn chưa kêu đâu mà sao cậu đã bước ra rồi? Về nhà thôi. Mẹ, quỳ xuống. Hôm nay con đã làm mất mặt nhà họ Cao chúng ta. Con kêu Cẩm Phụng sau này làm sao mà nhìn mặt người khác đây. Mẹ, con xin lỗi, tất cả đều lỗi của con. Tại con nhất thời nông nổi, con không nên chấp nhận đến hôn với Cẩm Phụng. Đúng là ngu ngốc cố chấp mà. Cẩm Phụng, nó có điểm nào không tốt chứ? Hiếu thảo, hiểu chuyện, trên đời này không có ai được như nó đâu. Có câu lấy vợ coi trọng đức, một người đức độ giống như Cẩm Phụng thì có ai có thể sánh bằng nó. Mẹ, con cũng biết Cẩm Phụng ngoan hiền, không ai sánh bằng. Nhưng mà con thực sự không có cảm giác gì với Cẩm Phụng. Đủ rồi, mẹ không muốn nghe con nói những điều này. Mẹ, người mà con yêu là Nguyễn Như. Mất dạy. Dì à, dì đừng tức giận, đừng đánh anh Nguyên nữa mà. Yên tâm đi, dì chắc chắn bắt Minh Quỳ đính hôn với con. Dì, dì đừng làm khó anh Quỳ nữa. Dì làm khó nó hả? Hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay chính là ngày đính hôn của hai đứa tụi con đó. Nhưng nó đã lén lút hẹn hò với người ở Hàm Hương Lầu. Nói mẹ nghe, con nói mẹ nghe, tại sao vậy? Tại sao vậy? Dì à, dì đừng đánh anh Quỳ nữa mà. Dì à, dì hãy để cho anh Quy tội nguyện đi. Để cho anh Quy tội nguyện đi mà. Con vừa nói gì? Dì à, con xin dì đó,
con xin gì đó? Cẩm Phụng mà, con có biết con đang nói cái gì hay không? Chẳng lẽ con không yêu Minh Quy nữa sao? Gì? Từ nhỏ tới lớn, anh Quy là người con yêu nhất. Đã như vậy thì sao còn nói đỡ cho nó? Minh Quy, con nghe thấy chưa? Cẩm Phụng đó, lúc nào cũng nghĩ tới con hết. Con thật sự khiến cho ta phải thất vọng đó. Gì ạ? Mẹ, quỳ xuống, quỳ trước mặt tổ tiên đi, tự kiểm điểm lại bản thân của mình. Nguyễn Như, tôi không tệ bạc với cô. Tại sao ba lần bảy lượt cô gây phiền phức cho tôi vậy? Gì không? Con không hiểu gì đang nói gì. Cô còn giả bộ. Lúc nãy quản gia nhà họ Cao tới Hàm Hương lầu, cậu ta đã cảnh cáo tôi, nếu như sau này để cô và cậu chủ gặp nhau, cậu ta sẽ kêu người tới đập nát Hàm Hương lầu. Con người của bà chủ Cao đó cô không biết rõ đâu. Năm đó tôi có một tỷ muội, chính bởi vì qua lại với chồng của bà ta, cuối cùng bị ép tới một nơi xa xôi. Nguyễn Như, cô nghe lời khuyên của tôi, sau này đừng qua lại với cậu chủ Cao đó nữa. Nguyễn Như, những lời dì Hồng vừa mới nói cô có nghe thấy hay không vậy? Con nghe thấy rồi. Cho dù hai người ai yêu ai, cô cũng coi như không có duyên đi. Người làm nghề như chúng ta đây, không nên nghĩ tới tình yêu nam nữ. Nếu không thì người cuối cùng đau khổ cũng là chúng ta. Cảm ơn dì Hồng đã quan tâm. Dì Hồng, con muốn cầu xin gì? Con muốn cậu xin gì giúp con hai chuyện? Muốn tôi giúp cô hai chuyện là chuyện gì? Xin gì cho con gặp Cao thiếu gia một lần cuối cùng. Cái gì? Cô vẫn muốn gặp cậu chủ hả? Thật ra cô sao vậy hả? Những lời dì Hồng vừa mới nói cô không nghe thấy hay sao? Có, con đã nghe thấy hết rồi, nên con mới nhờ dì giúp con. Dì Hồng, con xin dì, dì hãy cho phép con. Con xin dì cho phép con được gặp mặt Cao thiếu gia một lần cuối cùng. Dì Hồng, nếu như con được gặp Cao thiếu gia lần cuối cùng, từ nay về sau chuyện gì con cũng nghe lời dì. Dì kêu con làm gì, con sẽ làm chuyện đó. Vậy à? Chuyện gì cô cũng nghe lời tôi thật sao? Phải. Chỉ cần dì Hồng cho con gặp mặt Cao thiếu gia một lần cuối cùng. Được, tôi đồng ý. Cô phải ghi nhớ những lời hôm nay cô đã nói. Nếu như sau này cô làm trái những lời cô đã nói, dì Hồng tôi sẽ không tha cho cô. Cảm ơn dì Hồng. Chuyện thứ hai, xin dì Hồng cho Vĩnh Tường và Xuân Hỷ được sống tự do. Cô, dì Hồng,
Con cậu xin gì? Con cậu xin gì? Được, tôi cũng hứa với cô. Nhưng mà cô không được nuốt lời đó. Cảm ơn dì Hồng. Nguyễn Như không dám. Ai đó? Nguyễn Như là chị nè. Xuân Hỷ à, mau vào đi. Ý Như nè, cảm ơn em nha. Chị thành thật cảm ơn em đó. Xuân Hỷ, người nên nói cảm ơn là tôi mới phải. Từ khi tôi vào đây tới giờ, cô đối xử với tôi như chị em ruột trong nhà. Chỉ đáng tiếc là tôi không có cơ hội trả ơn cho cô. Ý Như à, Xuân Hỷ, cô hãy dẫn Vĩnh Tường đi đi. Tôi biết là cô yêu anh ấy. Đây, cô cầm đi. Cái này là chút lộ phí cho hai người. Tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Uyển Như, cảm ơn. Em là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của chị. Xuân Hỷ, Vĩnh Tường, ảnh là một người rất cố chấp. Cô phải cố gắng tìm cách gì đó dẫn ảnh đi đi. Bây giờ anh đã uống say rồi, đang ngủ trên xe ngựa đó. Em yên tâm, đợi sau khi anh tỉnh lại thì đã về tới quê của ảnh rồi. Xuân Hỷ, Vĩnh Tường, từ nhỏ ảnh lúc nào cũng chăm sóc cho tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội trả ơn. Từ nay về sau, giao Vĩnh Tường lại cho cô. Chị sẽ chăm sóc cho ảnh mà, em yên tâm. Uyển Như à, bản thân của em cũng phải nhớ cẩn thận. Xuân Hỷ, Xuân Hỷ, làm phiền cô, làm phiền cô nói với Vĩnh Tường, nói là tôi có lỗi với ảnh. Trời cũng sắp vào đông rồi, thời tiết hanh khô. Đèn cầy sau khi đưa vào kho, khi lấy ra sử dụng phải cẩn thận hơn bình thường. Tôi biết rồi cậu chủ. Tôi đã sắp xếp theo quy định vào mùa đông, nghiêm cấm không được sử dụng đèn cầy ở trong kho trong phạm vi 10 thước. Ừ, rất tốt. Ngoài ra còn phải cử thêm người trông coi. Dạ. Thưa cậu chủ, có người gửi thiệp mời cho cậu. Là Nguyễn Như. Giờ này cô khỏe không?
Cao thiếu gia, tôi mời anh ba ly. Tại sao cô lại mời tôi ba ly? Ly thứ nhất, tôi muốn cảm ơn anh. Trong suốt thời gian qua, lúc nào anh cũng giúp tôi. Ly thứ hai, tôi muốn cảm ơn anh giúp tôi không vụ lợi, vô tư. Ly thứ ba này là... Ly này chúc cho đêm nay. Chúc đêm nay. Cao thiếu gia, có thể cùng anh tấu một khúc không? Cô là sư phụ của Vĩnh Tường, tôi có cầu còn không được nữa. Dì à, đã khuya lắm rồi, dì vào phòng nghỉ trước đi. Dì làm sao mà ngủ được? Người trong hãng nói Minh Quy đã đi từ sớm, vậy mà tới giờ nó cũng chưa về. Dì đang lo là nó lại chạy tới Hàm Hương Lầu nữa. Không, không có sao đâu, anh Quy đã hứa với dì rồi, anh sẽ không tới đó nữa đâu.
Nguyệt Như. Anh về đi. Từ nay về sau, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Hãy quên nhau đi. Tôi hy vọng sau này anh đừng tới những chỗ như vậy nữa. Tại sao vậy? Tại sao tối hôm qua cô lại như vậy? Tối hôm qua coi như là tình yêu cũng được, là trả ơn cũng được. Tóm lại anh hãy quên tôi đi. Từ nay về sau anh hãy quên tôi đi. Không, tôi không quên được. Tôi tuyệt đối không quên được. Quyển Như, Quyển Như à, tôi... Anh về đi. Anh về đi. Không, tôi muốn cưới cô làm vợ. Cô hãy tin tôi, tôi chắc chắn mang lại hạnh phúc cho cô. Bây giờ tôi lập tức về nhà tìm mẹ để nói chuyện. Không, anh đừng tới đây tìm tôi nữa. Anh về nhà đi. Anh đừng tới đây tìm tôi nữa. Đừng tới đây tìm tôi nữa. Anh đừng tới đây tìm tôi nữa. Quyển Như, anh với em họ anh mới thực sự là một đôi. Quyển Như, mở cửa ra có được không? Anh về nhà đi. Tôi nói với anh rồi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Đừng gặp lại nhau nữa. Quyển Như, cô hãy tin tôi. Bây giờ tôi lập tức về nhà nói với mẹ. Bất luận ra sao, tôi vẫn muốn kết hôn với cô. Quyển Như, cô hãy chờ tin tôi. Mẹ, con còn biết về nhà sao? Mẹ, con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ. Từ hôm qua mẹ ngồi đợi con về cho tới bây giờ, mẹ cũng có chuyện muốn bàn với con. Mẹ, Quyển Như là một cô gái tốt, con tin chắc sau này cô sẽ rất hiếu thảo với mẹ. Xin mẹ cho con được kết hôn với cô. Còn muốn kết hôn với nó nữa? Được, giỏi lắm. Hữu Lương, đưa giấy cam kết tới cho cậu chủ đi. Thưa bà chủ, phải làm vậy thật sao? Mau. Mẹ, mẹ làm vậy? Chỉ cần con không tới Hàm Hương Lầu, không gặp lại cô gái đó nữa, mẹ sẽ không ép con ký giấy cam kết. Nhưng mà nếu con không chịu tỉnh ra, chúng ta sẽ như những gì viết trong tờ cam kết, cắt đứt quan hệ mẹ con, không gặp nhau nữa. Cho dù sau này mẹ có chết cũng không được để tang. Bà chủ à. Mẹ, tại sao mẹ lại ép con tới mức này? Mẹ không có ép,
còn là mẹ con hay không là do tự bản thân con quyết định. Cậu chủ, xin cậu hãy hứa với bà chủ đi, đừng gặp lại cô gái đó nữa. Chẳng lẽ cậu chỉ vì một cô gái mà ký vào giấy cam kết sao? Hữu Lương, đừng có khuyên nó nữa. Nó muốn tới Hàm Hương Lầu, cứ để nó đi đi. Ký vào đi. Ký vào rồi, mẹ sẽ không tiếp tục cấm cản con qua lại với đứa con gái lậu xanh đó nữa. Hữu Lương, lấy viết ra. Ký mau. Cô chủ, cô đừng ký mà. Đừng có xem vào. Ký đi. Minh Quy, con ký vào đi. Mẹ, con chỉ có mẹ là người thân, sao con có thể bỏ mẹ được? Sao con có thể bỏ mẹ lại một mình được? Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, bà chủ à, cậu chủ vẫn rất có hiếu với bà. Bà nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay thật sự không uổng phí chút nào. Quyền Như, tôi thật sự rất yêu cô, và tôi cũng luôn tin tưởng một điều là cô cũng rất yêu tôi. Tôi muốn cưới cô làm vợ. Cô hãy tin tôi, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Thể đáp lại, gửi tặng khăn tay, xin người giữ làm kỷ niệm. Làm gì đó? Cô thật khiến tôi thất vọng. Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Quyền Như, cô làm vậy là không đúng rồi. Vì Hồng đã đáp ứng những yêu cầu của cô,
hơn nữa còn thả Vĩnh Tường và Xuân Hỷ. Sao cô lại có thể làm như vậy? Định chết đi cho xong. Cô đúng là vong ân bội nghĩa. Tôi biết là tôi không đúng. Tôi cũng biết tôi không nên thất hứa như vậy. Nhưng mà dì Hồng, tôi thật sự không sống nổi. Tôi thật sự không sống nổi. Tôi xin dì để tôi chết đi. Xin dì mà, dì Hồng. Không thể được. Xin hãy cho tôi đi gặp ba mẹ tôi. À, làm tôi cầu xin dì. Nguyễn Như, em có sao không? Vĩnh Tường, sao anh lại quay lại đây? Chỉ cần em còn ở Hàm Hương Lầu ngày nào. Ngày đó anh chưa rời khỏi Hàm Hương Lầu đâu. Vĩnh Tường, anh cần gì phải khổ như vậy? Nguyễn Như, anh đã hứa với bác trai sẽ chăm sóc em suốt đời. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, lo lắng cho em. Vĩnh Tường, anh đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Cậu Tuấn, mau lôi Vĩnh Tường ra ngoài cho tôi. Đánh cho tới chết. Dạ. Dì Hồng, đi ra ngoài. Vĩnh Tường ra ngoài. Đi. Đánh cho tới chết. Dạ. Vĩnh Tường, buông tôi ra. Đi, buông tôi ra. Đi, buông tôi ra. Vĩnh Tường, buông tôi ra. Dì Hồng. Dì Hồng, buông tôi ra. Cậu xin gì? Cậu xin gì? Mọi chuyện không liên quan tới Vĩnh Tường. Dì muốn phạt thì cứ phạt tôi đi. Phạt tôi đi. Buông tôi ra. Tôi không tha cô dễ như vậy đâu. Dì Hồng, tôi xin dì tha cho Nguyễn Như. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho dì. Dì Hồng, quản chút đi. Đi. Vĩnh Tường, dì Hồng. Dì Hồng, Nguyễn Như đúng là không biết tốt xấu. Tôi thấy nên cho cô ta nếm mùi đau khổ. Cho Nguyễn Như vừa ở kho chứa củi. Tất cả những việc nặng nhọc trong Hàm Hương Lầu, cô ta làm hết. Dì Hồng, dì không thể làm vậy cho Nguyễn Như. Dì Hồng. Vĩnh Tường, anh đừng nói nữa. Dì Hồng, cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Tôi đồng ý. Đại trụ nhị cấu. Dạ. Đi dạ. Mau lôi Nguyễn Như ra ngoài cho tôi. Canh chừng kỹ cô ta, không được để cho cô ta lười biếng. Dạ. Đi. Đánh ra. Đây. Đây. Ngoài. Buông cổ ra. Đánh ra nghe. Buông cổ ra. Ê, Nguyễn Như. Dì Hồng.